Potter đưa cầu thủ Chelsea tới trại lính để tăng đoàn kết. Trong giai đoạn khó khăn của Chelsea, huấn luyện viên Graham Potter đã có một sáng kiến làm tăng tính đoàn kết trong nội bộ đội bóng theo cách không giống ai. Chelsea đang khủng hoảng không nhỏ. Ở 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, The Blues chỉ thắng 2, hòa 2 và thua tới 7. Vị trí hiện tại của thầy trò Potter là thứ 10 tại Premier League, kém đội đầu bảng tới 21 điểm. Điều đáng nói là Chelsea chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này với hơn 400 triệu bảng đầu tư trong cả phiên chợ hè và đông. Nhận thấy vấn đề nằm ở trong nội bộ phòng thay đồ, Potter đã có một sáng kiến. Cách đây ít ngày, toàn đội Chelsea đã di chuyển tới thị trấn Leeds thuộc vùng Hampshire. Ở đây, các ngôi sao Chelsea đã có dịp giao lưu với các quân nhân của doanh trại Bowden Longmoor. Dù tới trại lính nhưng không hề có bài tập cực nhọc nào được Potter yêu cầu. Thay vào đó, cựu huấn luyện viên của Brighton cho cầu thủ trải nghiệm các bài tập trí óc với mục đích giúp các cầu thủ tư duy làm việc theo nhóm. Đây là cách để Potter tạo ra bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ, đồng thời tạo điều kiện cho rất nhiều tân binh sớm hòa nhập với đội bóng. Đây không phải lần đầu tiên Potter có những ý tưởng khác người như vậy. Thời còn dẫn dắt câu lạc bộ Östersund của Thụy Điển, Potter từng yêu cầu các cầu thủ viết kịch về Viking và thậm chí đồng diễn ballet.